Thứ sáu vừa qua, Xavi đã gây sốc khi khẳng định các trọng tài La Liga đang thiên vị cho Real Madrid. Tôi không thích việc Real Madrid gây ảnh hưởng đến trọng tài, nhưng họ vẫn luôn làm điều đó vào mỗi tuần. Tôi đồng ý 100% với quan điểm của chủ tịch Laporta rằng các trọng tài đang bị thao túng. Ngay cả một người mù cũng có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, để phanh phui vấn đề này thì cần phải có truyền thông. Về phần mình, Carlo Ancelotti đã rất tức giận trước những phát biểu của Xavi. Huấn luyện viên người Ý khẳng định sẽ không bao giờ hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy. Tôi là một người rất chuyên nghiệp và với tư cách là một người chuyên nghiệp, tôi không muốn hạ thấp bản thân xuống mức này. Tôi luôn tôn trọng bóng đá Tây Ban Nha. Tôi không thể xếp mình ngang hàng với những kẻ thiếu chuyên nghiệp được. Jadon Sancho đã rời Man United để trở lại Dortmund theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Trước đó, cầu thủ này đã không được thi đấu kể từ tháng 8. Sau khi trở lại Signal Iduna Park, Sancho lập tức tỏa sáng với hai pha kiến tạo trong 3 lần ra sân, cùng với Dortmund giành 3 chiến thắng. Trong trận đấu gần nhất gặp Heidenheim, Sancho đã vắng mặt vì gặp chấn thương cơ. Chứng kiến phong độ quá ấn tượng của Sancho, nhiều cổ động viên Dortmund muốn đội bóng này mua Đức Anh vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, theo giám đốc thể thao Sebastian Kao, thương vụ này rất khó xảy ra vì mức phí mà Man United yêu cầu quá cao. Ngoài ra, Sebastian Kao cũng cho biết tình hình tương tự với Ian Madsen, người đang được cho mượn từ Chelsea. Thật không may, cả hai thương vụ này đều hay, nhưng nó bất khả thi. Nếu như bạn còn nhớ rằng chúng tôi từng bán Sancho với mức giá khổng lồ 73 triệu bảng vào hơn 2 năm trước, thì bạn sẽ hiểu rằng việc mua Đức cậu ấy bây giờ khó khăn đến mức nào. Ai cũng biết chúng tôi rất muốn mua Đức cả Sancho và Madsen. Tuy nhiên, chúng tôi không đủ khả năng để thực hiện điều đó. Liverpool đã xác nhận cha của Conor Bradley, ông Joe, đã qua đời vì bệnh tật. Đồng thời, câu lạc bộ cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của Bradley. Câu lạc bộ Liverpool vô cùng đau buồn khi đón nhận thông tin cha của Conor Bradley đã qua đời vào ngày hôm nay. Sự quan tâm của mọi người trong câu lạc bộ đều hướng về nhà Bradley vào thời điểm rất khó khăn và đau buồn này. Thay mặt cho Conor, Liverpool yêu cầu quyền riêng tư của gia đình cậu ấy phải được tôn trọng hoàn toàn vào thời điểm này. Conor Bradley trưởng thành từ lò đào tạo của Liverpool. Sau đó, hậu vệ 20 tuổi được đem cho mượn tại Bolton. Sau khi trở lại trong mùa này, Conor Bradley đã có trận ra mắt Premier League khi đá chính trong chiến thắng 4-0 trước Bournemouth. Vào giữa tuần qua, Conor Bradley đã thể hiện một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc với một bàn thắng và hai kiến tạo, góp phần giúp đội nhà đánh bại Chelsea 4-1. Sau trận đấu, anh cũng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Vào đêm nay, Liverpool sẽ hành quân đến Emirates của Arsenal. Hiện vẫn chưa rõ liệu Conor Bradley có thể ra sân thi đấu trong khi gia đình đang có tang sự hay không. Kobbie Mainoo đã có một bước đột phá rõ rệt trong mùa này khi giành được suất đá chính trong đội hình của Erik ten Hag. Trong trận đấu mới nhất gặp Wolverhampton, anh đã tỏa sáng khi ghi bàn ấn định chiến thắng ngạt thở 4-3 cho Man United. Chứng kiến phong độ đó, ban lãnh đạo Man United lập tức gia hạn hợp đồng. Họ đã cử người làm việc với đại diện của ngôi sao trẻ này và một thỏa thuận mới có thể được ký kết sau mùa giải này. Trong đó, mức lương của Kobbie Mainoo sẽ được tăng đáng kể. The Sun cho biết, trong hợp đồng với chân sút này, Man United cung cấp mức lương tăng dần theo giai đoạn cho cầu thủ bước ra từ học viện. Trong đó, mức lương cơ bản sẽ được tăng vọt lên từ 20.000 bảng một tuần sau khi đạt mốc 10 lần ra sân cho đội 1. Kobbie Mainoo đã vượt qua cột mốc này và anh đang hưởng mức lương 20.000 bảng một tuần. Trong lần ký kết sắp tới, khả năng cao tiền vệ 18 tuổi sẽ nhận được lời đề nghị không dưới 50.000 bảng một tuần. Những ngày qua đã xuất hiện thông tin Erling Haaland muốn rời Marseille để gia nhập Real Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Haaland nhận thấy việc thi đấu cho Real Madrid sẽ giúp anh dễ dàng có được những danh hiệu cá nhân. Không ít cổ động viên Marseille cảm thấy hoang mang trước tin đồn Haaland sẽ cập bến Bernabeu. Rõ ràng, họ không muốn chứng kiến viễn cảnh mất đi tiền đạo số 1. Fabrizio Romano cũng đã lên tiếng để xác minh mọi chuyện, ông cho biết. Vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về việc Haaland muốn rời Marseille cả. Cậu ấy vẫn đang tận hưởng qua thời gian chơi bóng tại đây. Cậu ấy rất hạnh phúc và chuyên nghiệp khi được làm việc với huấn luyện viên số 1 thế giới như Pep Guardiola. Tình hình của Haaland hiện giờ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tomiyasu đã chứng tỏ anh là một cầu thủ có giá trị cho Arsenal kể từ khi gia nhập. Hậu vệ người Nhật Bản khẳng định anh là một sự hiện diện đáng tin cậy mỗi lần được ra sân. Ấn tượng với màn trình diễn của Tomiyasu, Arsenal đã chọn thưởng cho anh một bản hợp đồng mới. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Arsenal đã nhận được nhiều lời đề nghị từ một số câu lạc bộ về việc chiêu mộ Tomiyasu, đặc biệt là những đội bóng từ Serie A. Trước đây, Tomiyasu từng có thời gian chơi bóng ở Bologna. Anh cũng thu hút sự quan tâm từ Napoli và AC Milan. Cả hai câu lạc bộ này đều muốn đưa Tomiyasu trở lại Serie A. Tuy nhiên, Arsenal
đã quyết định chọn giữ lại hậu vệ người Nhật Bản và đã ghi nhận những đóng góp to lớn của anh theo The Athletic. Mới đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã cập nhật. Arsenal chuẩn bị hoàn tất một hợp đồng mới với Takehiro Tomiyasu ngay khi anh trở về từ Asian Cup. Các cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Kylian Mbappe chuẩn bị đưa ra quyết định khó khăn về tương lai khi mà hợp đồng giữa anh và PSG sẽ đáo hạn vào cuối mùa. Theo cập nhật mới nhất từ Le Parisien, anh đã quyết định ký hợp đồng với Real Madrid nhưng vẫn chưa chính thức thông báo cho PSG. Phía Real Madrid vẫn tự tin họ sẽ giành được chữ ký của tiền đạo người Pháp nhưng vẫn chưa xác nhận vào đầu năm 2024. Nếu Mbappe hoàn tất việc chuyển đến Madrid dự kiến trong những tháng tới, PSG sẽ phải có động thái mang về một ngôi sao khác. Họ đã bắt đầu thúc đẩy nhiệm vụ này khi ESPN xác nhận nhà đương kim vô địch Lyon đã đưa Rafael Leao vào tầm ngắm như là mục tiêu số 1. Đây là một thương vụ không hề dễ dàng cho PSG khi Rafael Leao còn giao kèo đến năm 2028 với AC Milan kèm với điều khoản giải phóng hợp đồng 175 triệu euro. Mùa này, sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có được 6 bàn thắng cùng 7 kiến tạo. AC Milan cũng đang có vị trí rất cao tại Serie A. Động thái quan tâm Rafael Leao của PSG cho thấy họ đã sẵn sàng đến một tương lai không còn Mbappe. Pep Guardiola sẽ chiến đấu đến cùng với Erik Ten Hag trong cuộc đua chuyên môn Michael Olise. Man City xem cầu thủ người Pháp là mục tiêu lớn trong mùa hè và họ sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị khổng lồ để Crystal Palace không thể chối từ. Trong khi đó, Man United cũng muốn sở hữu Michael Olise. Tuy nhiên, Man City hy vọng sức hấp dẫn về việc gia nhập một siêu đội hình của Pep Guardiola sẽ giúp họ thuyết phục được cầu thủ người Pháp. Tiền chưa bao giờ là vấn đề với Man City và họ sẽ sẵn sàng bỏ ra hơn 60 triệu bảng cho thương vụ Michael Olise. Michael Olise đã ghi được 6 bàn và có 3 kiến tạo trong mùa này. Hợp đồng của cầu thủ 22 tuổi và câu lạc bộ thành London có thời hạn đến năm 2027 và được cho là có điều khoản giải phóng trong thỏa thuận, nhưng chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu.